Land Cruiser LC200 quý anh chị, quý hàng ạ. Đây là chiếc Land Cruiser sản xuất năm 2015 và đã được form mới của năm 2016 rồi quý anh chị, quý hàng nhá. Chiếc xe này thì là chiếc nhập Mỹ, động cơ 5.7 lít quý anh chị, quý hàng ạ. Được trang bị rất nhiều option hơn hẳn so với lại bản 4.6 trong hãng nhá. Đó. Ở cái form mới của phiên bản LC200 thì cái cụm đèn pha sẽ khác này, cản trước sẽ khác này quý anh chị, quý hàng, và kể cả cabo nữa nhá, mặt ca năng nữa. Xe này thì có radar phanh khoảng cách phía sau và có camera trong bộ, camera 360 quý anh chị, quý hàng ạ. Đấy, có rửa pha thông minh, cảm biến quanh xe quý anh chị, quý hàng nhá. La răng của chiếc xe này là la răng R20. Đó, là la răng R20. Đấy, lốp còn rất là dày luôn. Xi nhan gương. Đấy, cam trên gương. Và đây này quý anh chị, quý hàng nhá, chú ý này, là chiếc xe này là phiên bản nhập Mỹ, thế nên là trên gương thì nó sẽ có tiếng Anh. Còn nếu mà Trung Đông thì trên gương sẽ là chữ run dế. Còn những chiếc xe xuất cho thị trường Việt Nam thì là gương là không có gì nhá. Chiếc này thì được trang bị đầy đủ key let go cho kể cả 4 cánh cửa. Chúng ta cầm chìa khóa trên người, chạm để mở và chạm để đóng. Ở đây này là chìa khóa đang trên xe nhá. Ấn thì nó sẽ có nút tít báo hiệu là chìa khóa đang nằm trong xe. Đó. Một chiếc SUV full size 8 chỗ đến từ Toyota thì nhìn nó rất là lực đúng không quý anh chị, quý hàng. Nó cao chừng gần 1m9. Gần 1m9. Đấy, dài hơn 5m. Rất rộng luôn. Chiếc này thì đầy đủ là có vây gió này, thể thao này, gạt mưa sau này, cốp đã được trang bị cốp điện nhá, và cốp mở hai lửa vỏ sò. Đó. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đây này, bên dưới cái thảm này nó còn rất mới này. Đấy, lì sàn còn rất mới quý anh chị, quý hàng nhá. Và hàng ghế thứ ba là còn cực mới luôn, gần như là chưa từng sử dụng luôn quý anh chị, quý hàng ạ. À, cũng chia sẻ với mọi người luôn là chiếc xe này mới lăn bánh có 5 vạn mai, nó tương đương với 8 vạn km. Full lịch sử bảo dưỡng hãng nhá. Full lịch sử bảo dưỡng hãng quý anh chị, quý hàng ạ. Đó. Mời quý anh chị, quý hàng lên tham quan và trải nghiệm về không gian nội thất trên chiếc Land Cruiser này. Land Cruiser thì được các bác ở đầu lão quốc gia và các chủ tịch rất là tin dùng, các ông chủ rất là tin dùng. Bởi vì là nó có cái không gian là rất là rộng này, ngồi bên trong rất là rộng này, tiện nghi điều hòa 4 vùng này, sấy và làm mát ghế này. Đó. Ở đây thì có cái bệ thì tay có thể nâng lên hạ xuống này. Có khu vực để cốc này. Tuyệt vời chưa quý anh chị, quý nhà. Màn hình thả trần, cửa sổ trời. Và hơn nữa thì cái mức ổn định của chiếc xe này á, chạy ổn định, bền lành, chả có gì để hỏng cả quý anh chị, quý hàng ạ. Thật sự là nó rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Đấy, mọi người thấy không, đóng cửa nó chắc đúng không ạ? Đóng cửa nó chắc. Đây, ghế chỉnh điện rất nhiều hướng, có bơm lưng ghế và có nhớ cái ghế 3 vị trí tại đây nhá. Đó, ở đây thì là cụm điều khiển các chức năng này, khóa vị xay trung tâm này, mở cốp này, chống trơn trượt này, rửa pha này, điều chỉnh gương kính và cảm biến nhá. Vô lăng là chỉnh điện, đèn và gạt mưa là auto tự động. Đó, vô lăng có ốp gỗ này. Đấy, cần số kia kìa. Màn hình của chiếc xe này là có cảm ứng. Và đây này quý anh chị, quý hàng nhá. Đè lùi start top một chạm. Vô lăng và ghế tự về vị trí. Land Cruiser. Màn hình có cảm ứng. Chiếc này là có cửa sổ trời nhé. Sản xuất vào cuối năm 15 mà có cửa sổ trời. Còn với những chiếc lăng hãng ấy thì phải đến cuối năm 2019 thì cái bản 4.6 lăng hãng mới được trang bị cửa sổ trời đấy quý anh chị, quý nhà ạ. Hơn nữa thì về âm thanh, chiếc này thì được sử dụng âm thanh JBL nhé. JBL của nhà Toyota. Rất hay luôn. Rất hay và sống động. Trang bị cả tủ lạnh này quý anh chị, quý nhà. Vì ở đây còn có cả tủ lạnh bật tắt ở đây. Chắc xe tuyệt vời, đẹp đúng không quý anh chị, quý nhà.
Đây này, em sẽ mở cho quý anh chị, quý hàng tham quan về cái không gian, à cái trái tim. Vừa xong là phần nội thất, và bây giờ là sẽ đến phần động cơ. Đây nhá quý anh chị, quý hàng nhá. Chiếc xe này sử dụng khối động cơ V8 507 lít, công suất gần 400 mã, giúp cho nó vượt mọi địa hình luôn. Và động cơ này cực kỳ bền lành, dùng chung với lại Lexus LX570 quý anh chị, quý hàng ạ. Xe đang nổ và chúng ta chỉ nghe thấy tiếng của quạt gió thôi. Chỉ nghe thấy tiếng của quạt gió thôi. Đây là một trong những động cơ bền nhất của Toyota. Bền nhất của Toyota. Và hiện tại thì chiếc này em đang bán và giao dịch đến quý anh chị, quý hàng với mức giá hơn 3 tỷ đồng. Xe thì em quay mộc cho quý anh chị, quý hàng. Chút nữa thì em có đánh bóng. Chút nữa em sẽ về, em sẽ cho đi đánh bóng, spa dọn dẹp trong ngoài, để cho nó được long lanh hơn, quý anh chị xem sẽ thích thú hơn nhá. Còn hiện tại bây giờ trong video là quay mộc để quý anh chị, quý hàng thấy được là chiếc xe nó còn đẹp, nó còn giữ gìn ở mức độ nào khi mà chưa spa. Đó. Chi tiết hơn nữa về chiếc xe thì quý anh chị, quý hàng có thể liên hệ trực tiếp cho bên em theo số điện thoại 0912669955 gặp anh Tuấn, hoặc qua trực tiếp salon địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội gặp em Thuận để giao dịch cho chiếc xe này. Cửa hàng em cam kết xe không nâm va, không ngập nước. Keo chỉ khung sườn máy số là nguyên zin. Bao check test hãng và ra trên toàn quốc cho quý anh chị, quý hàng. Với những ai ở Hà Nội thì em vẫn hỗ trợ chiếc xe này trả góp lên đến 70% giá trị xe nhé. Xin được cảm ơn quý anh chị, quý hàng đã theo dõi video của em ạ.